Tối 24 tháng 9, Thủy Tiên có động thái gây chú ý khi đăng một bức ảnh bìa truyện tranh do cư dân mạng chế lại có nội dung công vinh Thủy Tiên đi thăm công viên Thủy Tinh. Có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang cà khịa người đọc nhầm tên hai vợ chồng. Tuy nhiên, Thủy Tiên thẳng thắn cho biết cô cảm thấy người đọc nhầm rất dễ thương. Cũng trong bài đăng này, một bộ phận cư dân mạng có thái độ trái chiều, gây xôn xao, trong số đó là bình luận cho rằng vợ chồng Thủy Tiên sống không đúng mực nhưng vẫn rất thảnh thơi. Bị netizen công kích, nữ ca sĩ liền có động thái đáp trả khá gay gắt. Cụ thể, Thủy Tiên trả lời ngay dưới bình luận của netizen với ngụ ý rằng, thử sống như cách bạn nói xem có thảnh thơi được không? Khác với những lần im lặng bỏ qua, phản ứng này của Thủy Tiên lập tức thu hút sự bàn tán của cộng đồng mạng. Khác với những lần im lặng như trước, thái độ này của Thủy Tiên nhận về nhiều sự bàn tán từ cư dân mạng. Thời gian qua, Thủy Tiên và Công Vinh khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Nữ ca sĩ có thời gian ở ẩn gần 2 tháng vì không có bất kỳ chia sẻ nào trên mạng xã hội. Cách đây ít hôm, Thủy Tiên cho ra mắt ca khúc mới nhưng lại nhận phản hồi trái chiều từ cư dân mạng vì thời điểm tung sản phẩm không hợp lý. Về phía Công Vinh, nam cầu thủ cũng không còn đăng tải những khoảnh khắc đời thường nhiều như trước kia. Từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, Công Vinh không có bài đăng mới trên trang cá nhân.